Mùa hè bắt đầu vào những tháng cao điểm du lịch, lễ hội tại nhiều quốc gia. Những hoạt động tụ tập đông người. Cùng với đó là nỗi lo ngại về những biến chủng mới của Covid-19. Các quốc gia đã làm gì để có một mùa du lịch thuận lợi và an toàn? Những biện pháp nào để bảo vệ bản thân và gia đình? Làm sao để ứng phó với Covid-19 trong mùa lễ hội? Rất nhiều các quốc gia trên toàn thế giới đang đón những đoàn khách du lịch trong và ngoài nước hay là tổ chức những lễ hội sôi động. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các nền kinh tế. Song song với đó, giới chức và người dân nhiều nước cũng đã nâng cao ý thức phòng tránh, bảo vệ bản thân trước khả năng dịch bệnh COVID-19 lây lan với biến chủng mới. Chúng ta đều biết là tụ tập đông người hay là tiếp xúc gần là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để mà dịch bệnh lây lan. Nhưng đây cũng là đặc điểm của những tháng cao điểm du lịch. Vậy làm thế nào để bản thân chúng ta và gia đình vẫn có một mùa du lịch như ý và đảm bảo an toàn? Câu chuyện quốc tế ngày hôm nay với sự tham gia của biên tập viên quốc tế Như Anh. Xin mời chị. Xin cảm ơn anh Hạnh Phúc và xin kính chào quý vị khán giả. Đúng như anh Hạnh Phúc vừa nói là hiện nay rất là nhiều nền kinh tế đang kỳ vọng vào những tháng cao điểm du lịch để khôi phục lại dịch vụ và thu nhập sau 3 năm đóng băng vì Covid-19. Đây là mục tiêu kinh tế của nhiều chính phủ. Mới đây nhất có thể kể tới như là Thái Lan. Dịp lễ hội té nước hay Tết Songkran năm nay tại Thái Lan được kỳ vọng là đem lại 530 triệu đô la Mỹ doanh thu cho quốc gia này và thu hút khoảng 300.000 lượt khách quốc tế. Nhưng mà giới chức nước này cũng đã ghi nhận là từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4 vừa rồi, số ca mắc COVID-19 mới điều trị tại bệnh viện trung bình mỗi ngày có 62 ca, cao gấp 2,5 lần so với tuần trước đó. COVID-19 vẫn là dịch bệnh lây lan nhanh, cho nên đương nhiên là rủi ro lây nhiễm cũng sẽ xuất hiện khi có những sự kiện tụ tập đông người. Ví dụ như là Tết Songkran vừa diễn ra ở Thái Lan thì có khoảng 4 triệu du khách đi lại du lịch nội địa tại đất nước Chùa Vàng chỉ trong vòng có mấy ngày. Nhưng mà điều khác biệt của năm nay là cách mà giới chức nước này đã khuyến cáo từ đầu với người dân và du khách đi du lịch trong bối cảnh gia tăng số ca mắc và cũng đã chủ động có các biện pháp phòng tránh và ứng phó với dịch bệnh. Giới chức Thái Lan khẳng định là tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thông tin từ phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết có hơn 300.000 du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này trong tuần lễ Tết Songkran năm nay, tăng 525% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì thế, để ngành du lịch không bị ảnh hưởng do một đợt bùng phát dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ Tết Songkran và hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 30 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay, Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine nhắc lại để ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng nếu không may nhiễm bệnh. Đồng thời, khuyến cáo những người tham gia các hoạt động vui chơi Tết Songkran nên theo dõi sức khỏe bản thân trong 7 ngày, tránh tiếp xúc với người già và xét nghiệm ngay nếu xuất hiện các triệu chứng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Thái Lan cũng đang chuẩn bị thành lập trung tâm điều hành khẩn cấp để chăm sóc các bệnh nhân COVID và đảm bảo các nhân viên y tế cũng như thiết bị đã sẵn sàng để ứng phó với số ca nhiễm mới tăng. Bộ Y tế Thái Lan nhận định biến thể XBB.1.16 sẽ là biến thể chủ đạo ở nước này trong thời gian tới, khẳng định không có dấu hiệu cho thấy biến thể này miễn dịch với các loại thuốc kháng virus như Favipiravir, Monopiravir hay Remdesivir. Trong khi đó, thì Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho biết kỳ nghỉ lễ Songkran luôn có khả năng khiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Còn theo Bộ Y tế Thái Lan thì trong thời gian gần đây, dù số ca nhiễm mới có tăng lên nhưng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát và những người có các triệu chứng nặng đều thuộc nhóm người dễ bị tổn thương, có bệnh nền hoặc chưa tiêm vaccine. Hiện thì một số chuyên gia y tế của Thái Lan cũng đã đề xuất nên tiêm vaccine COVID-19 hàng năm, tương tự như vaccine cúm mùa. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam, thường trú tại ASEAN. Không chỉ có Thái Lan, tại Indonesia, Malaysia và Singapore cũng đang dục dịch tổ chức lễ hội đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Và giới chức các nước này cũng cảnh báo về khả năng lây nhiễm nhanh hơn, đặc biệt là ở một số nhóm dân số. Bộ Y tế Malaysia cho biết là số ca nhiễm từ đầu tháng 4 tới giờ có tới hơn một nửa là những người từ 63 tuổi trở lên và 90% số ca nhiễm vốn là đã có bệnh nền. Đây thực sự là những con số mà rất đáng lưu tâm. Và Việt Nam chúng ta thì lại đang chuẩn bị đến với rất nhiều những dịp nghỉ lễ, có thể kể đến như là lễ Dỗ Tổ Hùng Vương này, hay là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Và cũng giống như là nhiều quốc gia khác trên thế giới hiện nay thì chúng ta cũng đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch. Và đây thực sự là những tháng, những thời điểm mà các doanh nghiệp đều kỳ vọng vào một mùa kinh doanh thực sự là khởi sắc. Còn mọi người dân thì háo hức với những kế hoạch đi chơi riêng của mình, đi nghỉ cùng người thân chẳng hạn.
chắc chắn là việc chủ động áp dụng những biện pháp phòng tránh mà chúng ta đã quá quen thuộc trong 3 năm qua là rất quan trọng. Vâng, tôi cho rằng từ khóa ở đây như anh vừa nói đó chính là chủ động. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một vật rất là quen thuộc, đấy là chiếc khẩu trang đi. Thì tôi thấy là bắt đầu các tòa nhà công cộng đã có dán những bảng thông báo để đề nghị người ra vào phải đeo khẩu trang. Tất nhiên là không như ngày trước, bây giờ thì không đeo khẩu trang cũng không bị phạt. Nhưng cái quan trọng là tinh thần tự nguyện và chủ động. Theo thống kê của các chuyên gia y tế, trước khi có vaccine thì ở những nước mà người ta không bắt buộc đeo khẩu trang thì tỷ lệ lây nhiễm cao gần gấp 8 lần những quốc gia có luật phải đeo khẩu trang. Còn tại Việt Nam thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng cũng đã nói rằng Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Đúng thời điểm này chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Và nhưng mà tôi vẫn nói rằng là dịch COVID-19 nó diễn biến rất phức tạp và dẫn biến khó lường. Nên là chúng ta phải luôn luôn đánh giá nguy cơ. Tôi vẫn nói rằng nguy cơ đến đâu, đáp ứng đến đó. Nếu như mà đánh giá nguy cơ không tới thì không kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng đánh giá nguy cơ cao quá, dẫn tới đáp ứng thái quá, cái gì cũng cấm đoán thì sẽ gây ra ảnh hưởng tới làm ăn kinh tế và an sinh xã hội của người dân. Trước tiên tôi muốn nói rằng là khi chúng ta đi lại nhiều thì rõ ràng có cái nguy cơ tăng lên là lây nhiễm cho cái người mà bị nhiễm ấy, với cái người lành. Và tất nhiên là đi lại nhiều chúng ta cũng không mà không thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng bệnh thì rõ ràng cái việc lây lan nó lại càng tăng nhanh lên. Rõ ràng, hoang mang là không cần thiết. Kể từ năm ngoái, nhiều chuyên gia y tế cũng đã nhận định các đợt lây nhiễm mới, nhỏ lẻ cũng sẽ quay lại khi mà các quốc gia quyết định quay trở lại cuộc sống bình thường và sống chung với COVID-19. Về biến chủng XBB.1.16 thì không có nghiên cứu nào chỉ ra là nó sẽ gây ra triệu chứng nặng như biến chủng Omicron hay là Delta. Mới đây nhất thì Bộ trưởng Y tế Singapore còn hạ mức lây lan của dịch COVID-19 từ pandemic xuống chỉ còn endemic, tức là từ một đại dịch toàn cầu khó kiểm soát xuống thành một bệnh đặc hữu, một loại dịch bệnh lây lan trong phạm vi nhỏ hơn, dễ đoán và dễ kiểm soát hơn. Theo tờ Straits Times, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ya Kung nói rằng tuy số ca nhiễm tại nước này có tăng lên, nhưng triệu chứng bệnh không nặng hơn. Các khu vực chăm sóc tích cực cũng chưa bị quá tải. Nhiều người hiểu sai về làn sóng lây lan. Virus SARS-CoV-2 luôn luôn hiện hữu trong mỗi cộng đồng chứ không phải là từ bên ngoài biên giới. Cho nên làn sóng lây nhiễm hiện nay chính là đến từ các ca tái nhiễm trong cộng đồng khi mà miễn dịch của mọi người bị suy giảm do đã được tiêm phòng từ lâu. Bộ Y tế Singapore đang tiếp tục giải trình tự gen các mẫu virus. Hiện có nhiều biến thể đang lưu hành, XBB, XBB.1.5, XBB.1.16, nhưng không có chủng nào trội lên nhất. Và Bộ trưởng Ong cho biết không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ chủng XBB hiện tại nào gây bệnh nặng hơn. Những gì đang xảy ra là minh chứng rõ ràng cho thấy chúng ta đã tiến xa. Ngay cả trong đợt lây nhiễm COVID-19 như bây giờ, chúng ta vẫn tiếp tục sống bình thường, không bận tâm về số ca nhiễm, không nói mãi về nó. Đây là đặc điểm của bệnh đặc hữu. Tại Mỹ, đầu năm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đề xuất tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường hàng năm cho người dân, tương tự tiêm ngừa virus cảm cúm. Cụ thể, FDA đã đề xuất tiêm một mũi tăng cường hàng năm cho người trưởng thành khỏe mạnh và đang thảo luận đề xuất tiêm hai mũi tăng cường mỗi năm đối với một số trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người có suy giảm miễn dịch. Ngay cả tại Ấn Độ, nơi đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở hầu hết các địa phương, giới chức y tế cũng cho rằng dịch bệnh đã đi vào giai đoạn bệnh đặc hữu, giống cúm mùa. COVID-19 không còn được coi là một đại dịch mà là một hiện tượng phổ biến mà mọi người thỉnh thoảng sẽ gặp phải. Điều này cũng cho thấy rằng mọi người có thể phải học cách sống chung với virus trong thời gian dài và các biện pháp sẽ phải được đưa ra để kiểm soát virus trong khi vẫn cho phép cuộc sống hàng ngày tiếp tục. Theo các chuyên gia y tế, điều này không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan không phòng bệnh, nhất là khi các biện pháp phòng bệnh hoàn toàn nằm trong khả năng như đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay. COVID-19 vẫn được WHO nhận định là dịch bệnh có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, với những biến chứng cũng như triệu chứng hậu COVID kéo dài. Vì thế, việc phòng bệnh từ mỗi cá nhân cũng như các biện pháp khuyến cáo từ chính quyền vẫn cần được thực hiện tích cực.